Các bác nhá, nay em lại lên cho các bác mẫu máy khoan điện 13 ly này. Nay thanh lý giá rẻ sập sàn cho bác luôn. Tem dập nổi hàng chuẩn nội địa Trung nhá. Này máy này nếu như các bác đi mua máy mới cực kỳ là đắt luôn. Em đem thanh lý cho bác giá rất là rẻ luôn ạ. Mẫu máy nó là do nó chỉ bị hơi có tí vệt đen ở đây và có tí mốc mốc một tí thôi này. Ngoài ra không ảnh hưởng gì đến máy các bác nhá. Và máy này các bác làm công trình chiến thoải mái luôn ạ. Có nắp búa để hỗ trợ các bác khoan tường này và đầu kẹp 13 ly auto lock. Em mở được máy cho bác xem này. Chuẩn rô ruột, một rô ruột đồng 100% luôn nhá. Rô là dòng rô to đấy ạ. Bánh răng là thép này. Quạt tản nhiệt này. Chỉ có hàng tốt, hàng chất lượng mới làm cái rô ruột chuẩn chỉ như này anh em nhá. Anh em nhìn này. Bao nhiêu làm công trình chiến thoải mái đó nhá. Mà giá cực kỳ là rẻ luôn. Em bật máy qua xem này. Máy chạy rất là nhanh và khỏe mà lại còn chạy êm nữa nhá. Bác nào cần thì nhấn vào nút giỏ hàng chỗ này đặt hàng nhá.